Tối ngày 17 tháng 10 tại Hà Nội, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập phái đoàn tại Việt Nam. Dự lễ kỷ niệm có Ngài Pierre-Yves Géolé, Bộ trưởng Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng Người Bỉ nói tiếng Pháp Wallonie-Bruxelles đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại lễ kỷ niệm, Ngài Bộ trưởng Thủ hiến Pierre-Yves Géolé nhấn mạnh, cách đây hơn 25 năm, năm 1996, Việt Nam là nước đầu tiên và duy nhất tại châu Á được cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp chọn mở phái đoàn đại diện. Trải qua 1/4 thế kỷ, phái đoàn Wallonie-Bruxelles đã trở thành đối tác uy tín, tin cậy của Việt Nam, triển khai thành công gần 800 dự án hợp tác thiết thực trong nhiều lĩnh vực, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Ủy ban hỗn hợp thường trực đã tổ chức 11 kỳ họp song phương và trong khuôn khổ chương trình làm việc giai đoạn 2022-2024, vùng Wallonie-Bruxelles sẽ tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam trong các dự án liên quan đến y tế, du lịch, đào tạo, phát triển kinh tế, đi đôi với nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực môi trường, chuyển đổi năng lượng và đổi mới sáng tạo. Chuyến thăm của Ngài Bộ trưởng Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng Người Bỉ nói tiếng Pháp có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, mà còn hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ vào năm 2023. Nhân dịp này, Ngài Pierre-Yves Géolé đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của phóng viên VTV4. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào ông và cảm ơn ông đã dành thời gian cho Đài truyền hình Việt Nam. Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa vùng Wallonie-Bruxelles và Việt Nam đã có bước phát triển như thế nào thưa ông? Đây là một mối quan hệ truyền thống và rất hiệu quả dựa trên nền tảng vững chắc. Đó chính là quan hệ 50 năm qua giữa Bỉ và Việt Nam. Từ 25 năm nay, cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp đã thiết lập phái đoàn tại Việt Nam. Tôi phải nhấn mạnh rằng không phải nước nào cũng có phái đoàn của Wallonie-Bruxelles. Việt Nam là nước châu Á đầu tiên và duy nhất mà chúng tôi thiết lập đại diện ngoại giao. Đây là minh chứng rõ nhất của việc chúng tôi ưu tiên và coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực, trong đó y tế, giáo dục và văn hóa là những lĩnh vực quan trọng. Trong 25 năm qua, gần 800 dự án hợp tác đã được triển khai và hai bên cũng vừa ký kết một chương trình hợp tác đến năm 2024 với 27 dự án mới. Vậy đâu là những ưu tiên hợp tác giữa vùng Wallonie-Bruxelles và Việt Nam trong thời gian tới, trong bối cảnh phục hồi hậu đại dịch? Như tôi đã chia sẻ, Việt Nam và Wallonie-Bruxelles sẽ kéo dài chương trình hợp tác với 27 dự án mới. Đại dịch COVID-19 ập tới đã khiến cho tất cả chúng ta nhận thấy tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là y tế dự phòng. Một lĩnh vực mới mà chúng tôi cũng rất chú trọng, đó là phát triển bền vững. Tại hội nghị COP26, Thủ tướng Việt Nam đã đưa ra cam kết rất mạnh mẽ về giảm phát thải bằng không cho đến năm 2050. Tôi nghĩ rằng tất cả các lĩnh vực hiện nay cần phải được nhìn nhận dưới góc độ phát triển bền vững. Đó là ưu tiên của nước Bỉ nói riêng, của châu Âu nói chung và cũng là ưu tiên của Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi mong muốn đồng hành và hợp tác hơn nữa với Việt Nam trong lĩnh vực này. Mới đây, ngày 12 tháng 10, Việt Nam lần thứ hai được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Ông đánh giá như thế nào về sự kiện này? Điều đó có ý nghĩa gì đối với việc nâng cao uy tín của Việt Nam trong khu vực và thế giới? Đó là một kết quả rất quan trọng. Chúng tôi cũng vừa mới thảo luận với Ngài Thủ tướng Việt Nam về việc này. Tại cuộc gặp, Ngài Thủ tướng cũng đã chia sẻ với chúng tôi những chính sách, cơ chế để đảm bảo thực thi quyền con người tại Việt Nam. Bỉ là một nước có tiếng nói quan trọng tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Chúng tôi đánh giá cao những chính sách và nỗ lực của Việt Nam. Những tiến bộ của Việt Nam trong lĩnh vực này cần được công nhận. Việc Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có ý nghĩa quan trọng với các nước có quan hệ hợp tác với Việt Nam. Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.